Mời các em xem ví dụ về dạy học theo vấn đề bài định lý cosin trong tam giác hình học lớp 10. Thì dạy học theo vấn đề chúng ta có 6 bước. Bước 1 là phần bắt đầu. Bắt đầu này là phần ổn định lớp và giao những yêu cầu cho học sinh. Bước thứ hai là bước đặt vấn đề. Bước này rất quan trọng ở trong cái xu hướng dạy học giải quyết vấn đề, mà trong đó dạy theo vấn đề là một cái phần ở cái phạm vi nó hẹp hơn. Thì trong cái phần đặt vấn đề này là giáo viên đưa ra một cái bài toán thực tế, đó là địa điểm A là nơi xảy ra tai nạn, địa điểm C là trung tâm cứu hộ và địa điểm B là bệnh viện. Thế thì máy bay xuất phát từ trung tâm cứu hộ C đến vị trí xảy ra tai nạn cách là 500 km, và máy bay đưa nạn nhân tới bệnh viện cách 450 km. Sau đó máy bay sẽ quay về lại trung tâm cứu hộ. Như vậy là khi đến bệnh viện thì cái dữ liệu của máy bay báo là nhiên liệu chỉ còn đủ cho máy bay bay trong khoảng 750 km. Vậy vấn đề đặt ra, phi công có cần phải tiếp thêm nhiên liệu để bay được từ bệnh viện về trung tâm cứu hộ không? Như vậy là ở đây cái vấn đề đặt ra là chúng ta nằm ở bước thứ ba, đó là cái bước xác định điều kiện cần biết, tức là xác định chiều dài cạnh BC của tam giác ABC, biết là AB bằng 450, AC là 500. Và ở đây là theo đề ra trong thực tế thì cái hướng từ trung tâm cứu hộ đến vị trí là tai nạn hợp với hướng từ cái vị trí xảy ra tai nạn đến bệnh viện là 130 độ. Tức là trong cái trường hợp mà bước 3 này thì cái tam giác ABC này có góc A 130 độ, bài toán đặt ra là chúng ta phải tìm cái độ dài cạnh BC. Đó là cái BC. Bước thứ tư là học điều cần biết. Như vậy là giáo viên hướng dẫn học sinh gửi học sinh về các cái phép toán vector đã học với những kinh nghiệm kiến thức của học sinh đã học, thì chúng ta phân tích được cái vector BC như theo kết quả đây là hiệu số cho AC trừ cho AB, và sau đó là bình phương vô hướng của vector. Và từ cái tính chất tích vương này thì học sinh khám phá được cái đẳng thức, và đây chính là cái nội dung của định lý cosin trong tam giác. Bước thứ năm là áp dụng điều cần biết ở cái thực tế vừa rồi ở trên. Thì chúng ta tìm BC được là 861. Vậy điều này trả lời ngay cho cái bước 2 là phi công có cần phải tiếp nhiên liệu không? Thì trả lời rằng phải tiếp nhiên liệu, bởi vì cái khoảng đường từ bệnh viện B tới trung tâm cứu hộ C là 861 km, trong khi máy bay chỉ còn nhiên liệu là bay được 750 km. Như vậy bài toán đặt ra ở đây và các kết quả ở đây là cần phải tiếp nhiên liệu. Bước 6, củng cố đánh giá. Giáo viên xác định kiến thức liên quan và ra những bài tập luyện tập thêm. Đó là 6 cái bước minh họa cho cái một cái ví dụ về dạy học định lý thông qua cái phương pháp dạy học theo vấn đề.